Bắt đầu con nào. 1, 3, 1, 2 cộng 1, 6, 4, 2 trừ 1, 5, 6, 1 cộng 3, 1, 2, 0 bằng 4, 5, 1, 3. Xin chào mọi người, mình tên là Ái My, mẹ của bé Khánh Chi 8 tuổi. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm học toán Soroban online của con cho mọi người biết. Sau quá trình theo sát việc học của con thì mình thấy có những cái ưu điểm sau. Thứ nhất là về phần lý thuyết rất là dễ hiểu, chi tiết, bám sát chương trình học ở lớp của con. Và thứ hai nữa là mình thấy hình ảnh minh họa sinh động đẹp mắt, giúp cho con hứng thú khi học. Và hơn nữa là phù hợp với các bố mẹ bận rộn, không có thời gian chở con đi học thêm, không có thời gian kèm cặp con học. 444 trừ 289 cộng 176 Riêng cái phần chi phí thì khá là tiết kiệm. Mua một lần có thể dùng được trọn đời luôn. Thành ra mình mua cho bé học thì sau này em của bé có thể học tiếp. Sau một thời gian học toán Soroban online thì bây giờ con mình không những cộng trừ mà còn nhân chia nhiều số để tính toán rất là nhanh và chính xác. 516 x 8 bằng 4128. Chính xác. 180 chia 5 bằng 36. Chính xác. 368 chia 8 bằng 46. 46 chính xác.